Kính thưa quý vị, gần 2.000 năm trước, hai bà Trưng đã bất cờ khởi nghĩa đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc Việt Nam. Trải qua nhiều thời đại và biết bao thăng trầm lịch sử, vai trò của người phụ nữ luôn được khẳng định và nâng cao từ trong gia đình giống như bên ngoài xã hội. Hội Phụ nữ Quốc gia Dallas Forward hôm nay tròn 30 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, có những khó khăn trở ngại, nhưng lúc nào Hội Phụ nữ Quốc gia cũng được xem là một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung là cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương Dallas Forward. Chị em phụ nữ đã hội tụ lại nhằm chia sẻ, giúp đỡ nhau về một số mặt trong đời sống và đồng hành cùng với cộng đồng trong mọi sinh hoạt. Vì lợi ích chung của cộng đồng và vì nền dân chủ của người dân trong nước, trong tâm tình đó, chúng tôi được phép tổ chức bữa tiệc mừng 30 năm ngày thành lập của Hội Phụ nữ Quốc gia hôm nay. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Quốc gia. Xin chị cho quý khán giả biết là vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội như thế nào? Theo như mình nghĩ thì là người phụ nữ trong gia đình có một cái vai trò rất là quan trọng. Cái thứ nhất là mình là mẹ và mình là vợ. Thì cái bổn phận của mình là giáo dục con cái và ủng hộ ông xã mình. Còn ngoài mặt xã hội thì cũng như chị biết, phụ nữ trong thế kỷ thứ 21 mình cũng có những cái career, và khi mình đi ra mình đi làm thì mình cũng giúp được cho trong xã hội. Thì mình cũng muốn có một sự đóng góp. Mình đi làm thì mình thích những cái công việc có thể là giúp những người phụ nữ và tiến tới. Và thứ nhất là có một công ăn việc làm và một chỗ đứng trong xã hội. Xin cảm ơn chị. Cô Bạch Lan sẽ giới thiệu, bởi vì sự có mặt của tất cả quý vị đại diện cộng đồng và quý hội đoàn là một điều rất đáng quý. Sự giới thiệu bằng cách không có thể nào thiếu đi cái phần lịch sử và trân trọng nhất. Dạ, xin mời bác sĩ Phạm Văn Chất, chủ tịch sáng lập cộng đồng quận Hà theo đây. Hội cao niên Arlington, hội trưởng bà Phạm Nguyễn Thanh Thúy. Biệt đồng quân Dallas Forward, hội trưởng ông Trần Thái. Hội Thừa Thiên Huế, Dallas Forward, hội trưởng ông Nguyễn Đình Tấn. Hội nhảy dù Dallas Forward, hội trưởng ông Nguyễn Đình Cơ và phu nhân. And please stand, manager, ông đại diện wrestling Michael Wilson. Xin được mời bà Phạm Nguyễn Thanh Thúy lên trao quà. Cảm ơn anh chị đã đưa cụ tới một chung vui buổi tiệc ngày hôm nay. Cụ bà em đi bỏ 94 tuổi đó quý vị. Thưa ông Lê Tường Khánh, bà Trần Thị Tâm. Xin mời chị Minh Châu lên tặng quà. Năm nay cô vừa đúng 82 cái xuân rồi. Người lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái với tất cả mọi người. Và xin được mời ông Trần Thái, Bộ trưởng Hội Viên Độc Quân lên trao quà. Cảm ơn chú đã tới tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Quý anh có phải là chúc mừng một người một tay lên để mà anh cảm nhận rằng 80 vẫn là một niềm vui.
Xin được mời ông Hồ Văn Toàn lên trao quà. Ông Ngô Văn Thượng cũng bước vào tuổi 80. Xin được mời ông Nguyễn Xuân Thơ, đại úy lực lượng, gia đình lực lượng 81, xin mời ông. Ông Nguyễn Xuân Thơ thuộc về gia đình lực lượng đặc biệt 81. Xin quý vị một tràng pháo tay. Xin được mời ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Liên hội trưởng Liên hội đem trao quà cho ông Trần Hữu Nghiệp. Nhân tiện đây thì thực sự là chúng tôi cũng phải có nói qua về ông Trần Hữu Bé, là một người từ San Jose mới di chuyển qua bên Đà Lạt này trong vòng có khoảng 2-3 tháng mới đây. Và ông là cái người mà cũng đã hiến tặng một, quý vị nhìn lúc đi vào thì nhìn thấy tượng Đức Thánh Trần đã hiện lên trên cái bệ, và coi như chúng tôi đã đặt cái an vị của Đức Trần Hưng Đạo ngày hôm nay phải nói là rất là suôn sẻ. Thì đó là cái mà mừng là một người đã hiến tặng bức tượng, thì đó là cái điểm mà chúng tôi nhân tiện đây để cũng cho quý vị biết là như vậy. Xin được mời bà Vũ Thị Xuân. Và xin được mời ông Hội trưởng Hội Nghị Dù Nguyễn Đình Cơ lên tặng quà. Xin được mời bà Đào Thị Sen. Và xin mời bà Thảo của nhà thuốc Bắc Hướng Dương lên trao quà. Và xin chị Thảo trao quà cho cụ. Phải nói là cố, bởi vì cố có tới 2 người con sinh chung. Con cảm ơn bà. Dạ, em đưa bà lại vị trí cũ. Dạ con chào cụ, xin cụ cho con biết là năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Dạ xin thưa năm nay là 87 rồi. 87 tuổi mà trông rất là trẻ. Cụ ơi, cho con hỏi là hôm nay cụ nhận cái món quà thật ý nghĩa như vậy nè, thì cụ cho con biết là cái cảm tưởng của cụ như thế nào? Cảm tưởng là tất cả là quý mến chị em rất nhiều. Ở chị em đã ban cho, thứ nhất là cảm ơn Chúa, thứ nhì cảm ơn chị em rất nhiều. Dạ, con cảm ơn cụ, chúc cụ mãi trường thọ và đầy nhiều sức khỏe. Ừ, xin cảm ơn chị em rất nhiều. Thưa quý vị, sau phần tặng quà cho các vị cao niên là chương trình ca nhạc và dạ vũ, ai nấy đều hân hoan vui mừng trong tinh thần cảm ơn nhau và tạ ơn đời. Lily và Phôi Vinh xin tạm dừng chương trình phóng sự nơi đây. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành cùng với gia đình và người thân. Lily và anh Khôi Vinh tường thuật tại Arlington, Texas. Xin kính chào quý vị. Xin hỏi anh là ai? Sao mắt tôi lại nhìn xa? Xin hỏi anh là ai? Sao cánh tôi chẳng một chút ngưng tay? Xin hỏi anh là ai? Cho tôi xuống đường để tỏ tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều lần cao.